Bạn không biết lập trình, tư duy bạn không tốt, nhưng mà yêu thích sáng tạo. Nhưng mà tâm đã có microbit. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với nhóm review để tiếp nối cái video về kit microbit. Thì hôm nay mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu về các cái khối câu lệnh trong trong cái việc lập trình microbit. Thì hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu về cái khối câu lệnh basic và cụ thể là cái câu lệnh show number. Đấy. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào trang viết code này là makecode.microbit.org. Mình loát lại. Và đây là giao diện này. Đó. Tiếp theo là vào project, chọn new, sẽ tạo một cái mới. Ở phía bên tay trái là cái phần màn hình mô phỏng này, ở giữa là các cái khối câu lệnh, và ở bên tay phải là cái màn hình để chúng ta sẽ kéo các câu lệnh vào đây và hiển thị các cái code mà mình lập trình ra. Ở dưới này là có download này, là download cái file hex để có vào kit đây. Và để sửa tên cái project thì bạn sẽ sửa ở đây. Thì hôm nay mình làm về show number thì sẽ sửa vào đây. Mới đúng nhỉ? Rồi. Thì khi mà tạo một cái project mới, chương trình có đưa ra hai cái hàm ở đây là hàm onStart và hàm forever. Thì mình nói qua là hàm onStart là cái hàm mà nó sẽ chạy cái chương trình mà chúng ta khởi tạo ấy, tức là khi mà hiểu nôm na là khi mà cấp điện vào thì nó sẽ chạy luôn cái chương trình ở trong OnStart này. Còn cái Forever này là nó sẽ chạy các, tức là nó luôn luôn chạy cái chương trình ở trong này nếu mà không có các cái hàm khác tác động, ví dụ như hàm ngắt tác động vào thì nó sẽ luôn luôn chạy cái chương trình ở bên trong hàm Forever này. Rồi thì chúng ta cùng tìm hiểu cái show number này. Đây mình sẽ kéo ra show number, thì là cái hàm này sẽ cho phép hiển thị các cái số lên màn hình led mặt trận ấy. Đó. Thì mình sẽ cho vào đây hàm start này, bỏ cái hàm này ra đã. Đây thì đầu tiên mình sẽ làm ví dụ là cho hiển thị một số này, cho hiển thị số 5 chẳng hạn. Đó, hiển thị số 5 thì ở bên mô phỏng này nó sẽ hiển thị số 5 ra màn hình led matrix. Đối với hai số trở lên thì đây 1 2 2 số thì nó sẽ chạy từ trái qua phải. Đấy, số 12 và delay một khoảng thời gian nhất định. Các bạn có thể nhập nhiều số hơn này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nhưng mà đặc biệt là các bạn nhập số vào thì nó sẽ không có hiện tượng gì. Đấy, thì nó sẽ tự xóa các cái chữ đi, nó chỉ hiển thị các cái số thôi. Đấy, khá là hay. Đó. Đây, sang bên này mô phỏng này, nó chạy từ 1, đấy. Từ 1 đến 9, trái qua phải. Thì cái hàm này cũng có một ứng dụng nữa là chúng ta sẽ lấy một cái, tức là sẽ hiển thị các cái biến, ví dụ như biến đếm ấy. Thì đây mình làm một cái ví dụ là sẽ cho một cái đây sẽ cho nó hiển thị một cái biến x mà chúng ta sẽ biến x này. Thì đầu tiên chúng ta cần một cái y set sửa tên là một cái biến x này. Ok, và hiển thị ra show number thì cái số này mình sẽ thay vào là cái biến x mình vừa tạo ra này. Đó. Thì ở đây mình sẽ set cái x đầu tiên là 5 chẳng hạn.
thì nó sẽ hiển thị ra số màn hình là 5. Thì với cái ví dụ này, các bạn có thể ứng dụng nó vào đọc, ví dụ như đọc biến đếm này, nhấn số tăng dần ấy, thì nó sẽ hiển thị cái biến ấy ra. Rồi. Thì để các bạn hiểu hơn về cái show number đây, thì mình sẽ làm một cái ví dụ là nó sẽ cho nó đếm từ 0 đến 9 chẳng hạn. Đây, thì chúng ta sẽ cần một cái vòng for. Đây. Index thì mình sẽ chọn là x này. Kéo show number vào và lấy biến kéo biến x vào đây. Đó. Và để nó hiển thị tức là dừng ở lại trên màn hình ấy. Hiển thị trên màn hình lâu lâu một chút thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Ở đây mình có chọn là 300 giây. Cho nó lâu lâu tí. Và số này đếm từ 0 đến bao nhiêu thì 9 này. Đó. Các bạn có thể quay sang đây để xem cái code này, for này. Bắt đầu từ 0 này. Và x cộng cộng tức là mỗi một lần nó sẽ cộng lên một đơn vị, và khi nào mà x không còn thỏa mãn cái điều kiện là nhỏ hơn bằng 9 nữa thì nó sẽ thoát cái vòng for này. Đó. Đây, các bạn có thể nhìn trên hình màn hình mô phỏng này. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành crop nó vào kit. Các bạn nhấn download này, server. Đây, kết nối kit vào máy tính này. Đây, bật cái file microbit này và copy cái code hay mình vừa tải về. Đó, thì chương trình nó sẽ chạy luôn này. Đếm từ 0 đến 9. Trên đây mình vừa cùng mọi người tìm hiểu về cái khối cái câu lệnh show number. Thì các bạn có thể ứng dụng nó vào cái việc là hiển thị các cái số đếm, hay là hiển thị cái các cái biến ở một hàm con nào đó. Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc, và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo về kit microbit. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.